Ok, xin giới thiệu mọi người. Đây là bộ tứ vết long đao 80 cân, 100 cân, 110 và 120. Và điều đặc biệt của phiên bản mới của vết long đao lần này đó là các tay cầm được thay đổi kiểu dáng và làm gai lên. Các bạn có thể nhìn thấy đây, được làm gai lên rất là đẹp nhé. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như cái thanh 150 cân hiện nay trên thị trường ấy. Đó, tay cầm được làm gai thì nó sẽ đảm bảo không bị trơn trượt, rất là chắc chắn nha mọi người. Hàng xịn đẹp, chuẩn hao gym nha mọi người nha. 80, 100, 110, 120. Đây, mình sẽ để gần lại để cho mọi người chiêm ngưỡng này. Đây, thấy chưa? Tay cầm được sần gai lên, trông rất là đẹp và hầm hố nha. Đai bằng đồng vàng, rất là đẹp. Đó, huyết long đao 120kg, hàng hao gym. Đấy. Đây, thanh 80 cũng vậy nha mọi người. Thanh 80 cũng được làm gai tay cầm nha. 80 cân hao gìn. Chuẩn, hàng đẹp xịn. Anh em có muốn sở hữu cho mình một thanh vết long đao thì hãy bấm vào đường link ở phía dưới hoặc là xem ở trong phần comment nhá. Mình sẽ để giỏ hàng ở phần comment để cho mọi người có thể dễ mua hàng hơn. Cảm ơn anh em đã xem video nhá.